Dù ngày hôm nay chúng ta sẽ xem những cảnh tượng mà nếu các bạn đang ăn cơm ấy, hãy dừng lại ngay đi. Bởi vì cái con sâu bột, sâu gạo, sâu sữa này, rất nhiều cái tên đúng không? Nhưng không chỉ là một con mà là 10.000 con. Chúng nó sẽ ăn táo, ăn một cái bánh hamburger và đến đỉnh điểm là ăn quả ớt cay nhất thế giới này. Mình là Sơn Đủ và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem 10.000 con sâu ăn tất cả mọi thứ trên thế giới. Xem nào, một quả táo rất là nhỏ xinh. Vâng các bạn ạ, sự tấn công của bọn sâu này nó quá nhanh, nó quá nguy hiểm, mình còn chưa kịp phản ứng luôn á. Vừa mới để quả táo vào thôi mà chúng nó lại cả đàn chúng nó ào 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 rồi. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, đã nửa ngày trôi qua rồi mà cảm giác như quả táo này vẫn chưa hề bị suy xuyển gì nhờ. Nhưng mà mình nghĩ rằng ấy là ở cái phần dưới đáy này là bọn sâu này chúng nó đã đục khoét tới đâu rồi ấy. Không biết là các bạn có giống mình không chứ mình là hay thắc mắc cái chuyện này lắm nhá. Là ở phía dưới của mấy cái quả này như thế nào. Nếu mà các bạn muốn xem, mình sẽ kiếm video sau cảnh mà bọn sâu ăn những cái thứ này ở phía dưới nhìn lên. Nhưng mà cảm giác quả táo nó bị nghiêng đúng không? Rồi đó. Đúng như rằng nó đã ăn hết phần dưới rồi. 2 ngày trôi qua và có vẻ như là cái khả năng ăn của bọn sâu này nó càng ngày nó càng tăng lên các bạn ạ. Ngày đầu thì không ăn được mấy đâu, mà càng về sau chúng nó càng ăn nhanh. Ui rồi rồi, quả táo này các bạn để ý không? Ui, rồi. Đây, nói là nó nổi mấy cái cục, mấy cái vết trắng trắng này đúng không? Không, nó có từ đầu rồi. Nó có từ đầu chứ không phải là mới có. Cái quả hơi bất ngờ là cái quả này này. Cái cuống của cái quả táo này nó đang thẳng này đúng không? Và tự dưng bọn sâu nó ăn luôn cả cái cuống. Và chúng nó thay thế cái cuống luôn. Rồi, xong, đến tầm này tôi thua rồi. 100 tiếng rồi xong, quả táo giờ sạch bóc luôn, không còn một cái dấu vết nào luôn ạ. Từ vỏ đến cả cùi các kiểu ăn sạch rồi. Quả tiếp theo, cái quả này là quả gì đây? Quả sô ri à? Đúng nhỉ, quả này quả táo to đùng chúng nó còn ăn xong, cái quả này bé tí thì đi ăn thì bọn này chơi tất. Ôi lại còn cái gì đây? Ông này ông ấy dùng cái thẻ gì này cao cao á. Ồ rồi bây giờ cho bọn này ăn cái này là cái gì, là kiểu là mầm củ cải đỏ, một loại rau mình thật ra mình cũng không biết đâu, mình vừa mới search Google đấy. Ăn trái cây xong bây giờ đi ăn rau đúng không? Vâng các bạn ạ, bọn này bọn nó có vẻ như là cái thực đơn của mấy con sâu này nó còn heo thì nó còn lành mạnh hơn mình rất nhiều luôn. Ăn trái cây xong ăn rau ạ. Rồi xong, rau gì thì nó cũng ăn hết thôi. Ê, nhưng mà cái dễ dễ này chúng nó ăn không? Cái dễ nâu nâu mà chúng nó ăn ấy, ăn hết không nhỉ? Ủa là sao nhỉ? Mình cảm thấy bọn này nó cứ cái sai sai là ôi bọn nó từ bọn nó trào lên phía dưới. Có những con mà thậm chí là nó còn đang màu trắng trắng ấy này, chúng nó còn đang chưa có hình thành lớp vỏ luôn à. Vâng, đúng là nhìn ở thời gian thật á thì chúng nó ăn rất là chậm đúng không? Đấy, từ nó cào cào này, nhưng mà chạy tốc độ tua nhanh tham lát lên thì chúng nó ăn như gió này. Mà những quả này nó nhỏ quá đúng không, thành ra chúng ta không có thể thấy được là cảnh tàn phá của nó như thế nào. Rồi đây, một cái hamburger mà đáng ra là mình có thể order mình ăn vào bữa sáng, nhưng mà không, mình sẽ dành buổi sáng của mình để xem 10.000 con sâu nó ăn cơ. Rồi sau một ngày là nó đã ăn xong lớp bánh ở dưới, là nó đã ăn phần ở giữa rồi, nhân ở giữa là ngon quá nên là ăn xong quá nhanh luôn. Ôi từng lớp một bánh nó cào cấu cắn xé và bọn nó lôi đi chỗ khác để ăn. Tay xuống, tức ghê luôn á. Tại sao không thể đeo găng tay vào được hả bro? Ui, lại còn lắc sâu ấy kìa. Ui giời ơi. Vâng các bạn ạ, mình đã tưởng tượng rằng ấy, là cái thách là ông này, ông ấy có thể là không những ông ấy cho sâu ăn như này mà có khi ông ấy lại còn ôm 10.000 con sâu đi ngủ. Và thậm chí ông ấy có thể còn tắm chung với cả 10.000 con sâu đấy luôn đấy chứ các bạn. What? Chứ không thể tin được cái độ thân thiết của ông ấy với đám sâu này đến mức độ như nào nữa. Gạt. Dùng tay không luôn á, không thèm đeo găng tay hay bảo hộ cái gì luôn. Vãi. Cái lớp bụi này là cái phần còn lại của cái hamburger. Tức là 10.000 con sâu nó là Thanos phiên bản mini à? What? Mà nó khiến cho hamburger này biến thành cát bụi vậy? Hay là đây là chất thải của bọn sâu vậy? Lần đầu tiên mình được chứng kiến cái bãi chiến trường của con bọn sâu luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với quả ớt cay nhất thế giới. Quả ớt này có tên là Carolina Reaper.
Còn Ripper là tên là thần chết các bạn. Nghe tên rồi đã đủ hiểu là quả ớt này nó kinh khủng như nào đúng không? Đảm bảo luôn 100% luôn là chúng ta ăn vào là một phát là chúng ta sẽ bị người chúng ta sẽ giật sốc luôn, có khi là phải vào bệnh viện luôn các bạn ạ. Thậm chí có khi còn nguy hiểm một tính mạng nữa. Nhưng với 10.000 con sâu ạ thì mình nghĩ rằng là bọn nó cái gì chúng ta chả ăn. Rồi xem nào. Đổ vào. Nào xem nào, để xem tụi bay qua không? Tụi bay có dám ăn không? Hay là cái này sẽ là chất gọi là chất kịch độc khiến cho bọn sâu này bay màu ngửa ra hết. Nào. Ok, chúng nó đang từ từ. Vâng các bạn ạ, chúng ta chưa có tham lap. Chúng ta xem thời gian thật để xem bọn này nó ăn như nào. Vâng, bọn nó khô đâu? Chúng nó ăn cuống trước à, không ăn ớt đâu, ăn cuống trước đây này. Có một số con này ở đây này, nó mới ăn đây này. Còn lại bọn này nó ăn cuống. Khốn thế. Rồi, thế nào? Để xem là bao nhiêu lâu thì chúng nó ăn hết quả ớt này. Cái cuống nó sạch bách luôn, còn đúng một cái màu trắng rồi. Còn quả ớt còn nguyên. Mà chúng nó còn thậm chí chúng nó còn kiểu là này, bọn này bọn ở giữa này, nó ăn sao không thấy không được. Chúng nó kiểu thôi. Chả tụi ơi. Đấy, cho được khác ăn đi. Và quả ớt nó đẩy ngay sang một góc luôn. Chứ không phải như là giống như quả kia, những cái thứ khác ấy là bọn nó ăn hết. Bọn này mới khôn lắm. Ông ấy làm gì đây, thấy chưa? Không một chút suy xuyển luôn. Và bây giờ ông ấy phải, vâng, phải cắt nó ra. Mình có thể ngửi thấy cái mùi cay của quả ớt này luôn đó các bạn ạ. Rồi, để xem nào. Cắt quả ớt ra để cho chúng nó dễ ăn hơn. Ôi, bọn nó lao vào ăn thật chứ. Chúng nó lao vào ăn thật ạ. Và chúng nó ăn hết được. Chúng nó ăn hết được cái đống kia rồi. Cả trường trong vòng có 10 tiếng mà chúng nó ăn hết được 3 quả ớt cay nhất thế giới. Bọn nó điên rồi. Bọn nó không phải là bình thường nữa rồi. Quá nào chúng nó ăn được kìa. Mà có khi ấy là cái vị giác của mấy con sâu này ấy, chúng nó không có cái gọi là cảm nhận được vị cay. Thế cho nên ấy là bọn nó ăn như này như kiểu là ăn đồ bình thường thôi. Cái quả này là quả gì đây? Vâng, với một thằng chỉ ngồi máy tính xem anime như mình thì chắc chắn là không thể biết quả này quả gì rồi. Vâng các bạn ạ, chúng nó ăn cũng chính ra chúng nó ăn ớt nhanh hơn ăn quả này luôn nha. Đến bây giờ là chúng nó ăn gần 4 ngày rồi. Rồi xong qua 4 ngày rồi mà chúng nó vẫn chưa ăn hết được quả này. Chưa ngạ, gần 10 ngày chúng nó mới ăn xong hết quả này. Bọn sâu này chúng nó ăn yếu nhỉ. Khá chắc là bọn này chắc là đây có khi bọn này là ăn ớt kia, bọn nó đủ thấm rồi á. Thành ra giờ đi ăn cái này chúng nó ăn không nổi. Như kiểu con sâu này ấy, cái lớp da của nó là một cái lớp da trong suốt ấy. Chúng ta thấy được cả một cái đường đen đen đi vào bên trong như kiểu dạng cái này là đường đen, đen đen là gì? Xương sống của con sâu à? Ý, lại tay không bắt giặc. Trời ơi. Có những thứ là phải thấy không? Rồi, đến nạn nhân tiếp theo. Đây là quả bơ à? Trời ơi. Trông như một con thuyền bị chìm kìa. Bọn nó đục khoét ở dưới xong bây giờ cái quả nó cứ xìu xuống. Rồi, đến cải nè. Để xem nào, cải thì bọn nó cũng ăn nhanh thôi. Bọn này là healthy rồi mà. Ăn có đúng một hamburger thôi à, còn lại toàn rau củ quả không à. Mình đang thắc mắc là liệu không biết ấy, là nếu mà con người chúng ta ấy, mà chúng ta lỡ để tay quá lâu trên cái chỗ bọn này thì chúng nó có khi chúng nó ăn tay của chúng ta luôn á. Vâng, và như vậy chúng ta đã chứng kiến xong một bữa ăn vô cùng là lành mạnh, vô cùng là nhiều chất dinh dưỡng của 10.000 con sâu. Vâng các bạn ạ, thật sự là mình cũng không hiểu là tại sao là thay vì mình dành ra 10 phút cuộc đời để ăn đồ ăn ngoài đời, mình lại dùng nó để chứng kiến 10.000 con sâu ăn tất cả mọi thứ một cách ngon lành. Nhưng mà thật sự nó cuốn thật, nó hay thật chứ lị.